Đội Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Một người Ohio bị cáo buộc âm mưu tấn công Quốc hội Mỹ, bố ráp chống khủng bố ở Bỉ, 2 người bị chết và phiến quân Ukraine phản công pháo kích dữ dội vị trí quân chính phủ. Sau đây là phần tin chi tiết. Một thanh niên 20 tuổi ở Ohio do từng đưa ra những lời ca ngợi thành phần khủng bố Hồi giáo trên trang Twitter đã khiến cơ quan FBI mở cuộc điều tra, dẫn đến việc bắt giữ người này về tội âm mưu nổ bom tòa nhà Quốc hội Mỹ và giết giới chức chính quyền. Christopher Lee Cornell, còn được biết dưới tên Rahul Marut Aybaz, nói với một mật báo viên của FBI rằng họ nên mở ra cuộc thánh chiến và cho biết dự tính nổ bom tòa nhà Quốc hội Mỹ và bắn chết người khác. Cơ quan FBI cũng cho hay ông Cornell bày tỏ sự ủng hộ dành cho ISIS. Vụ bắt giữ Cornell xảy ra chỉ ít ngày sau khi một đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố một người khác cũng sống trong vùng Cincinnati về tội đe dọa sẽ giết Chủ tịch Hạ viện John Boehner. Ông Michael Steele, phát ngôn viên của ông John Boehner, cho biết trong bản thông cáo đưa ra hôm thứ Tư rằng thêm một lần nữa toàn thể Quốc hội phải cảm ơn cơ quan FBI và tất cả những người giúp chúng ta được bình an. Cornell bị bắt hôm thứ Tư sau khi mua 2 khẩu súng trường và khoảng 600 viên đạn. Cha của Cornell, ông John Cornell, cho tờ báo địa phương The Cincinnati Inquirer hay hôm thứ Năm rằng con trai ông là người hiền lành, chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Ông cũng cho biết con ông thường xuyên bị làm phiền vì theo đạo Hồi. Hồ sơ truy tố nói rằng một mật báo viên của FBI khởi sự cung cấp tin tức về Cornell hồi năm ngoái, sau khi đã liên lạc qua Twitter với Cornell từ tháng 8 năm 2014. Trong cuộc gặp gỡ hồi tháng 11, Cornell nói với mật báo viên rằng anh coi các thành viên Quốc hội là kẻ thù và dự trù sẽ mở cuộc tấn công, gồm việc cho nổ bom rồi sau đó nổ súng. Cảnh sát chống khủng bố ở Bỉ hôm thứ Năm đột kích vào một căn chung cư, nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan sử dụng và ít nhất có 2 người chết. Theo bản tin Reuters, trích dẫn nguồn tin địa phương cho hay, có một hoạt động phối hợp toàn quốc liên hệ đến những cuộc tấn công hồi tuần trước ở Paris. Vụ đột kích diễn ra gần trung tâm thành phố Verviers, nằm giữa thành phố Liège và biên giới Đức. 2 người không rõ danh tính bị tử thương và một người thứ ba bị thương nặng, nhiều người khác bị bắt. Phía lực lượng an ninh không có tổn thất nào. Trước đó, các công tố viên cho biết họ có bắt giữ một người đàn ông ở Bỉ bị tình nghi cung cấp vũ khí cho Amedy Coulibaly, người đã giết 4 người tại một chợ thực phẩm của Do Thái ở Paris hồi tuần trước. Đài phát thanh ATFB nói rằng cuộc hành quân hôm thứ Năm ở Verviers là để kiểm soát những người tình nghi cực đoan được cho tham gia cuộc nội chiến ở Syria trở về. Bỉ đang gặp phải hoạt động tích cực của các nhóm cực đoan trong cộng đồng Hồi giáo ở quốc gia này. Đài ATFB loan tin có một số hoạt động của cảnh sát ở Brussels và vùng lân cận. Thông tấn xã Belga nói cảnh sát đang lùng kiếm một người đàn ông, theo nhân chứng cho biết, đã đưa cao súng và hô khẩu hiệu tôn giáo bằng tiếng Ả Rập tại một trạm tàu điện ngầm ở Brussels. Thành phần nổi dậy thân Nga ở vùng đông Ukraine mở ra cuộc pháo kích dữ dội bằng hỏa tiễn vào vị trí quân đội chính phủ, trong lúc Kiev và Moscow cáo buộc lẫn nhau về việc một xe buýt bị trúng đạn khiến 12 người thiệt mạng. Tiếng đạn pháo bay xé gió được nghe thấy từ cứ vài phút đồng hồ và tạo ra những hố sâu trên các cánh đồng tuyết phủ dọc theo phòng tuyến chạy quanh một ngôi làng bị thiệt hại nặng nề, nằm cách cứ địa Donetsk của phiến quân chừng 10 km. Các trái đạn rơi vào bên trong Donetsk, nơi đa số trong khoảng 300 dân làng đã bỏ đi và chỉ còn lại ít người, đã phá nát các căn nhà và con đường chạy về phía phi trường, nơi quân đội chính phủ Ukraine đang trấn giữ. Các binh sĩ nơi đây cho hay cuộc pháo kích khởi sự vào lúc sáng sớm và kéo dài cho đến khuya, chỉ ngưng nghỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Đạn pháo từ phía chính phủ bắn trả cũng rớt vào thủ đô của phía nổi dậy hôm thứ Tư, tạo thêm một thương vong cho người dân. Một hỏa tiễn tầm xa loại Rat đã làm thiệt mạng 12 người hôm thứ Ba, khi rớt gần một chiếc xe buýt địa phương chạy về hướng Donetsk từ một thành phố do chính phủ kiểm soát. Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, cho dân chúng hay rằng phía nổi dậy đã bắn quả hỏa tiễn này và những kẻ cung cấp võ khí, huấn luyện cho phiến quân phải chịu trách nhiệm. Phía chính phủ Kiev cũng cáo buộc Moscow cung cấp súng phóng lửa loại mới cho phiến quân để tấn công vào vị trí quân đội Ukraine ở làng Vizhi. Phía Nga bác bỏ các tố giác này và cho rằng phía Kiev có trách nhiệm trong vụ chiếc xe buýt bị trúng hỏa tiễn. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật Báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414, 892 9414.